Chào tất cả mọi người, và hôm nay thì mình cùng với anh em qua Thủ Đức lắp đặt cho khách một bộ âm thanh karaoke. Và đây là cái không gian phòng khách mà mình sẽ lắp đặt mọi người ha. Thì tổng diện tích không gian đâu đó cũng là 40 m², nói chung là cũng khá là rộng. Vì cái tính chất và cái nhu cầu sử dụng của anh nó là di động, cho nên là bộ này thì mình phước ghép cho anh đó là một chiếc loa Bose L1 Pro 8, một chiếc vang số cái 180A và một bộ Mixo 6X599. Nói chung là mình phải tối thiệu làm sao để mà dạng các thiết bị hết sức gọn gàng để cho anh có thể di chuyển một cách nó tiện lợi hơn. Thì như mọi người chúng ta thường biết thì Bose những cái dòng công suất lớn mọi người, chúng ta thường thấy là nó không có pin đâu. Một số dòng của JBL hoặc một số dòng khác thì nó sẽ có tích hợp pin. Nhưng mà cái nhu cầu của anh là ok, anh chấp nhận là sử dụng nguồn điện 220, cho nên là anh cũng thích Bose nữa, cho nên là mình phối ghép Bose cho anh. Bên mình thì cũng có cái dòng tụ 2U, cho nên là bộ này thì mình cũng lắp tụ 2U và lắp tất cả các thiết bị vào đó, cắm dây nhựa sẵn này kia, đi đâu thì anh chỉ việc là lôi ra rồi cắm nguồn, kết nối cái là xong thôi. Nói chung nó cũng khá là đơn giản trong cái vấn đề gọi là kết nối này kia. Thì bây giờ thì mình sẽ nhờ bạn Duy bán setup này kia xong rồi một lát nữa thì mời mọi người chúng ta cùng nghe thử, và mình sẽ mời khách hát một vài bài để mọi người chúng ta nghe, chúng ta test thử không gian này với cái bộ âm thanh này nó như thế nào mọi người ha. Mang đến lại mặt về cánh phượng âm ngần nga mùa trường các nỗi nhớ trên cây và mùa sau biên biên có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió nước bẩn lên mình xài mà. Còn cái kia là mình xin lấy cái không ạ? Dạ. Thôi, nó xuyên nó nổi.